Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 101 vụ buôn bán vận chuyển tàng trữ trái phép các chất ma túy. 2.177 người nghiện ma túy được phát hiện và có hồ sơ quản lý. Theo nhận định và từ các số liệu của ngành chức năng cho thấy, tình trạng buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy trên địa bàn tỉnh tăng đột biến so với 5 năm trước và diễn biến rất phức tạp. Cụ thể, vào năm 2011, toàn tỉnh phát hiện 98 vụ, 1.004 người nghiện, và từ thời điểm này, số vụ phát hiện bắt giữ tăng theo từng năm. Năm 2012 tăng 15 vụ so với năm 2011, năm 2013 tăng 15 vụ so với năm 2012, năm 2014 tăng 18 vụ so với năm 2013, năm 2015 tăng 2 vụ so với năm 2014. 6 tháng đầu năm 2016 tăng 45 vụ so với cùng kỳ năm 2015. Và số người nghiện tính đến hết 6 tháng đầu năm 2016 tăng 1.173 người so với thời điểm cuối năm 2011. Đây là vấn đề rất nhức nhối với toàn xã hội khi vấn nạn ma túy hoành hành và hệ quả là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp với các vụ trộm cắp, gây rối trật tự và giết người xảy ra ngày càng nhiều hơn. Theo quy định, việc công bố giới tính thai nhi là không được cho phép. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ sở siêu âm mọc lên như nấm sau mưa để đáp ứng sản phụ trong việc chẩn đoán hình ảnh thai nhi.